thăm đàn bò quy mô 300 con. Xin chào, tôi là Phạm Xuân Trịnh. Hôm nay chúng ta sẽ tham quan mô hình chăn nuôi bò nhé của bên tỉnh Vĩnh Phúc. Thì hiện tại bây giờ chủ trang trại chăn nuôi bò này đã nhập 300 chú bò Angus của Úc nhé về quê hương Việt Nam chúng ta và thiết lập ra một cái trang trại chăn nuôi bò dự kiến có quy mô là 1.500 con. Mời các bạn tham quan giống bò của chúng ta. Đây các bạn nhìn ạ, những chú bò này có trọng lượng dao động từ khoảng 8 tạ đến 1 tấn nhá. Có kiểu hình, thân hình rất là đẹp. Đây là đặc trưng của loại bò Úc. Đây các bạn có thể tham quan ạ. Đây các bạn nhìn thấy ạ, các bạn nhìn thấy đàn bò của chúng ta rất là tuyệt vời. Từng con bò nó đã có đánh số thứ tự này, về số này, rồi là gen di truyền, rồi là giống bò như thế nào nó đều có ở trên này hết. Các bạn có thể chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp rất là tuyệt vời của các bạn bò này nhá.